khá dữ quá. Nghẹt hàm gì nó sập quá trời nhỉ, sắc mắt luôn. Rồi má đang chạy lên các bạn, quay cho các bạn xem có trụ không nha mọi người. Còn 45, 55 thì nó mới xong ha miếng này. Máy luôn 70. Có gì không nhớ các bạn, anh đó gặp chú cụ hỏi luôn biết nhiêu bao ha, miếng này có 3,5 với 3 công vậy các bạn. Lặn nước luôn vậy rồi. Ô con bự kìa. Mắt lửa thấy đó. Chết rồi.
vô cày đầy hết trơn nè các bạn. Nó hơi lép tay gai cậy ha, mà con hột nào còn vô hạt được, nó vô hạt đầy chưa. Tiêu rồi. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Còn cái tờ một xíu à. Còn dư đúng cái bao các bạn ơi. Giờ còn miếng trên kia chủ khác ha. Bao luôn nha mọi người. Ngay miếng này chắc tầm được 16 17 bao các bạn. Biết được không nữa. Tại vì hơi sập. À, các bạn cũng thông cảm ha. Tại vì hỏi chủ ruộng nói không biết được nhiêu bao, mình cũng bó tay thôi nha mọi người. Ta bơm nước ra nước chảy các bạn không? Nhằm mà chú ruộng thì mình hỏi có chia sẻ là mình nói chuyện rồi, nhầm người thì cũng không các bạn. Phải chủ ruộng nào cũng giống chú ruộng nào đó ha. Thành ra thì các bạn có xem thì lỡ tới phút cuối mà không biết được là bao nhiêu bao này nọ thì mong các bạn cũng thông cảm. Này miếng này mới gọi dữ nữa các bạn. Cái giặc này làm ruộng trúng điều hết trơn. Làm hai vụ ha.